Và ngày hôm nay thì anh xin chúc hai em sẽ giữ chọn tình phu thê, để hai em cùng ai trèo lái con thuyền tình yêu của hai em đến với đoạn hạnh phúc. Và cũng vui với ngày lễ vô quy của hai em ngày hôm nay, anh xin gửi đến cho tất cả quý vị chúng ta đang có mặt trong buổi chiều hôm nay với ca khúc của Tây Nguyên, bài hát Đến Với Cao Nguyên. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Yeah.
bên đây ca đi đặt nhau bên.